Cùng thầy dạy văn mở bài nâng cao vợ chồng A Phủ ngữ văn lớp 12. Nhà văn Nguyễn Minh Châu đã từng nói rằng nhà văn tồn tại ở trên đời trước hết là để làm công việc giống như những kẻ nâng giấc cho những người bị cung đường tuyệt lộ, bị cái ác hoặc số phận đen đủi dồn đến chân tường. Nhà văn tồn tại ở trên đời để bênh vực cho những con người không có ai để bênh vực. Quả thực Tô Hoài đã trở thành kẻ nâng giấc cho những số phận khổ đau thê thảm ấy. Điều đó được thể hiện rõ nét và sâu sắc qua tác phẩm Vợ chồng A Phủ, linh hồn của tập truyện Tây Bắc. Cuối năm 1952, Tô Hoài có chuyến đi thực tế cùng bộ đội trong chiến dịch Tây Bắc. Sau khi tìm hiểu chung về tình hình, ông quyết định đi sâu vào những khu du kích của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng núi cao. Chuyến đi dài 8 tháng này đã để lại những ấn tượng sâu sắc và những tình cảm tốt đẹp của nhà văn với con người ở miền Tây này. Tô Hoài tâm sự rằng cái kết quả lớn nhất và trước nhất của chuyến đi dài 8 tháng ấy là đất nước và con người miền Tây đã để thương, để nhớ cho tôi nhiều quá. Tôi không bao giờ quên hình ảnh của Tây Bắc đau thương và dũng cảm, lúc nào cũng có trong tâm trí tôi. Vì thế tôi viết chuyện Tây Bắc. Chuyện ngắn Vợ chồng A Phủ được sáng tác năm 1952, in trong tập truyện Tây Bắc, xuất bản năm 1953, nhận giải nhất giải thưởng của Hội Văn nghệ Việt Nam năm 54-55, là kỷ niệm, là tấm lòng mà Tô Hoài dành tặng cho những con người thương mến ở vùng núi cao Tây Bắc này. Tác phẩm rất tiêu biểu cho sở trường và phong cách nghệ thuật của nhà văn. Linh hồn của truyện là cô gái người Mèo, xinh đẹp thủy mị nét na, tên Mỹ, có sức sống tiềm tàng mãnh liệt trong quá trình tự giải cứu lấy chính mình và giải cứu người khác khỏi bè lũ vong kiến miền núi, mang đến những giá trị nhân đạo mới mẻ, sâu sắc. Chúc các bạn thành công.